nay mình đi giao cái lo kéo cho ông anh ở Long Thành nha. Mình đang đường cao tốc thì khoảng còn ở 20 phút tới nhà. Hôm nay mình có mặt ở Long Thành, mình giao cái lo kéo 5 tấc khủng cho ông anh nha các bạn. Đây thuộc tỉnh Bà Rịa. Đâu, đây còn Đồng Nai mà. Đồng Nai hả? Đây là Long Thành, Đồng Nai. Long Thành, Đồng Nai. Chứ không phải Bà Rịa hơn. Thì đây xuống xíu thôi. Nói ngày đây là gì để tìm á. Dạ. Các bạn có nhu cầu mà mua lo công suất khủng này thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0948 858685 85 nha. Mình giao hàng tận nơi cho các bạn. Vô coi lo luôn nè. Vô coi lo luôn nè. Đang ráp lo cho đại ca tao nè. Gửi xe đó về phải không? Ờ, xe có giấy đâu mới nhận nha. Đi về đường công an hỏi xe đâu nữa. Hổm em chở xe nhà em mà nếu mà em không đem giấy xe máy theo á, tại nhà em mới sống căng á. Nó giữ hai chiếc luôn chứ giữ chiếc gì. Giữ chiếc xe em á. Vô chơi đi. Đầu giữ hai chiếc luôn, cái móc ra hên có. Chút đi, chút đi. Chút tao bỏ lên nha. Để cho giao đồ luôn cũng được nữa. Thôi. Tặng cho luôn á. Xe tao nhiều lắm. Đó, mày kêu mày vô mày dẫn ốc hụ đi. Nữa về nhà biết tháo ốc lo rồi ở nhà. Alo. Đúng rồi. Rồi mày mua cái lo cho gì mày hả? Hả? Bỏ mua, ở đó bỏ mua về nhà rồi. Ờ, khỏi mua phải không? Bỏ kêu gửi đó đi. Ừ. Gửi em lên đây đó rồi gửi đó. Gửi gì? Gửi lo đó. Rồi gửi lo cửa hàng tao hay là gửi nhà mày? Đây là gửi chỗ đó đó. Gửi nhà mày đó hả? Ừ. Mua rồi, mua chi nữa? Bỏ mua rồi. Chồng nó mua gì nhật sống. Nhà sống mua đồ mua lo thêm chi nữa trời. Để hát gia đình gì đó. Hát nhà sống thì hát gia đình gì? Phá làng phá sớm. Ba mấy triệu. Ờ. Nén mà. Ừ, có hai thằng với nhỏ lớn. Nhỏ lớn gì? Nhỏ mà nó có vỏ. Mày ở đây mày nghe là biết liền. Đánh nằm luôn không? Đánh như vậy thì sống ông mới gửi chặt cho chú không? Ừ. Hả? Ông mới mua về nhạc đó. Ừ. Mới đem về tối luôn đó. Xe tải lớn chở luôn. Toàn Nguyễn nhật sống là phải trên 100 triệu xài mới được. Ngay chỗ Toàn Nguyễn á. Tao đó tao đi nhật sống mấy năm đó. Trời. Đi nhật sống 5 năm. Mười mấy năm về trước. Mấy chục đi hát. Thùng thiết bể đó. Có trăm mấy, 150, 200 triệu. Đúng rồi, 100 mấy xài mới được. Mới xài mấy lo array á.
Tại đây mấy mày lo cái này chắc kiểu mà mua ổng mà ảo mua kiểu mấy lo thanh lý á. Chứ mấy có giá đó thôi chứ làm gì có. Đúng rồi chú. Rồi về nhà sống mà làm gì có giá đó. Ở đây cống trải hát thoải mái hơn. Nhưng khu cư thì hơi phiền. Đại quốc vô tư. Mới đặt luôn hay gì chú? Rồi đặt hôm qua tao tính đi giao cho ổng trước mà thôi tao giao Bến Tre luôn. Cảnh báo người lạ vô nhà. Tớ không thấy con nhắn tin cho chú đó chứ thấy không? Đó, đang né ra coi, né ra ống kính rồi. Đang ráp do vô, đang mở nhạc lên đó nha các bạn. Cái này nó sạc tự động ngắt á, anh cứ ghim sạc đi, tự động nó ngắt. Dạ. Bình là được 3 tiếng. 3 tiếng hả? Dạ. Lỡ cúp điện á, còn mình vừa xài vừa sạc vẫn bình thường, không gì hết, không ảnh hưởng gì hết. Anh có làm việc gì không? Có làm cơ quan không? Không. Mang cái đất đai. Dịch vụ nhà đất. Ông anh đâu cũng muốn làm này nè, nhìn đất nè, bất động sản nè. Ông làm trong công ty lớn luôn á. Ông cũng mở nhà nữa. Đây không có làm trong công ty. Làm nhà mới ngon. Làm trong công ty là làm mướn cho người ta. Ổng mở nhà nữa. Ổng có mở nhà nữa. Lớp mở nhà, lớp mở trong công ty nữa. Ở trong công ty nữa. Tự đi mua bán lại. Nghe làm tự mua bán đi mới là ngon á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhau thì bình minh gói tay nhau tạm thân nhìn nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh vào đời bằng tiếng hát chung thật nhớ không anh nghĩ gì ta xa cách khán giả quá trời luôn thời gian thấm thoát trôi qua tôi mau còn đâu xưa mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ nhớ thương không lường giờ còn một bóng với còn niềm ước mong tìm tìm một bóng tiếp từng cơn gió đông anh nhớ tôi còn khi gió đông về bao lần buồn em biết không tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời đường ai mây đi hai người hai lối biết thương nhau mà thôi ấu thơ đi về đâu để vừa hai mùa sau lòng mình chỉ muốn nếu ân tình mãi anh ơi mà đời là xuống nước vô tận vắng tim trôi tiếc gì cũng xa rồi ở lượt 1, 2, 3 các bạn mà chung chung em nhiều em chấp nhận giữa đoàn tình thống người đồng tìm dài nỗi niềm ngày nào trong tương nhớ thì mai cứ theo chồng thương nhớ người đi nhớ thương người
trong thương nhớ.